Ai chà, ảm đạm quá các bác ạ. Ngày hôm nay mà thời tiết rất đẹp, ngày mùng 8 khá đẹp trời mà cũng khá là ảm đạm cho em. Tất cả salon và cửa hàng em thì hôm nay nó buổi sáng, hôm nay em quay buổi sáng quá ạ. Nhưng mà tối em mới đăng lên nên các bác xem thì đúng là xem từ buổi sáng đến giờ. Chả biết có gì xe gì quay mà chả biết là các bác thích xe gì, để em còn quay lên cho các bác cho phấn khởi tí, để các bác xem và các bác gọi điện cho em nói chuyện trò tí cho nó vui. Xem có chốt được con nào thì kiếm đồng tiền mua cân bơ gạo xấu để qua ngày thôi, chứ còn đâu thì ô tô bây giờ, ô tô cũ giờ khó bán quá. Không biết là các bác tình trạng mua xe đến đâu rồi, chuẩn bị tiền đến đâu rồi, thóc lúa đến đâu rồi. Nói chung là thôi thì không ai mua thì mình vẫn tiếp tục hành trình là quay. Đấy. Ngày hôm nay ở đây em đang có một cái dàn xe Hyundai Grand i10, một trong những cái mẫu xe rất nổi trội ở phân khúc hạng A đô thị, một trong những cái mẫu xe vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa form dáng đẹp, vừa đời cao mà cũng rất phù hợp với tầm tiền kinh tế của mọi người, cũng như là phù hợp với giá trị mục đích sử dụng của các bạn. Các bạn có thể mua về chạy gia đình, các bạn có thể mua về chạy taxi, các bạn có thể chạy tất cả mọi thứ được, và chạy tất cả mọi cung đường được, đường đèo, đường đồi, đường dốc. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì ở đây em đang có hơn 10 chiếc xe Hyundai Grand i10 bản hatchback một đồng, muốn giới thiệu và muốn phổ biến cho các bác. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ tôi đang xin phép được giới thiệu cho anh em về cái dàn xe Hyundai Grand i10 này nhé. Vâng, Hyundai Grand i10, Hyundai là một trong những mẫu xe con cưng của nhà xe Hàn Quốc. Nhưng dòng Hyundai Grand i10 này thì đa số là nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ và Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam. Hyundai Grand i10 thì có tại thị trường Việt Nam từ những năm 2008, với những chiếc xe form nhập khẩu và những chiếc xe mà form dáng của nó xấu, cũ hơn một chút. Và đến bây giờ thì 2021-2022, những chiếc xe Hyundai Grand i10 vẫn đang cho ra mắt thị trường với những cái mẫu xe cải tiến, những mẫu xe mà cải tiến về form dáng, nhưng với cái khối động cơ của nó thì cũng chỉ loanh quanh đâu đó từ 1.2 cho đến 1.0 thôi. Đó là hai cái động cơ, hai cái dung tích xi lanh mà cơ bản nhất trên dòng Hyundai Grand i10. Từ năm 2008 đến 2017, đầu 2017 là những chiếc đó là Hyundai Grand i10 là nhập khẩu nguyên con, không có tại Việt Nam. Và từ năm 2017 trở về đây, cuối năm 2017 trở về đây thì những chiếc xe Hyundai Grand i10 sẽ được lắp ráp tại Hyundai thành công tại Việt Nam. Và bây giờ Tuấn Anh không làm mất thời gian của mọi người nữa thì đầu tiên Tuấn Anh sẽ đi giới thiệu đến cho các bác một chiếc xe, đó là một chiếc biển 17A18871 Hyundai Grand i10 2014 phiên bản số sàn, máy 1.0 bản Pay, tên tư nhân biển Hà Thái Bình, với giá 186 triệu đồng. Con này thì nói là tên tư nhân biển Thái Bình, nhưng trước đây con này thì nó cũng đã qua dịch vụ rồi, đã gọi là KV Hoàn Lương rồi. Nói luôn cho các bạn, đã gọi là KV và đã hoàn lương rồi, tức là trước đây là tên công ty chạy dịch vụ taxi và bây giờ thì đã hoàn lương về tên tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Tóm lại thì với cái giá tiền có 186 triệu đồng thôi thì cũng là một cái mẫu xe mà tương đối là hợp lý, đời cao 2014. Có lẽ còn đến tận 11 năm đăng kiểm 1 năm nữa cơ. Nếu mà theo cái quy định bây giờ, nếu không có thay đổi gì thì còn tới 11 năm đăng kiểm 1 năm. Nên anh em thoải mái, không phải lo về đăng kiểm với những chiếc xe như này. Xe thì trang bị khối động cơ là 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Nói chung là dịch vụ taxi ra thì nó đã rão rào rào rồi, nói chung là qua về đến tên tư nhân rồi thì nó cũng đã được chỉnh vốn một cách rất là ổn định, chạy rất là ngon. Các cụ vừa rồi lấy KV về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm KV, đấy là cái điều mà đương nhiên rồi, đúng không ạ? Mình vừa chạy vừa chỉnh chót thì chiếc xe sẽ đẹp hơn, và bây giờ thì đến tay mình rồi thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn nhiều. 186 triệu đồng, bên em bao hồ sơ hỗ trợ cho anh em về thủ tục vận chuyển anh em nhé. Vâng, tiếp tục ở đây em đang có một chiếc xe Hyundai Grand i10, con này thì đang đeo biển 15K04085. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2015, số sàn bản đủ. Con này thì biển Hải Phòng, tên tư nhân. Tóm lại thì nó cũng là một cái mẫu xe mà nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản đủ, với giá 239 triệu đồng. Chiếc xe này thì nói chung là bản đủ thì nó được hơn cái bản thiếu khá là nhiều. Cái cơ bản nhất là hơn là về cái hệ thống túi khí, hệ thống ABS là hai cái an toàn. Còn ngoài ra thì nó có thêm được phần la răng đúc và đề lỗ start top, gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Tóm lại thì
form dáng và máy của nó thì giống như dòng bản thiếu, nhưng mà nó được trang bị những cái chức năng như vậy. Và đây là một chiếc xe nó cũng đã lướt qua một chút cái dịch vụ, nhưng dịch vụ ở đây nó là dịch vụ thương quyền chứ không phải dịch vụ taxi. Tức là con này người ta mua về người ta chạy thương quyền, từ đầu xuất phát từ đầu đã là tên tư nhân rồi chứ không phải là qua công ty taxi nào cả. Màu bạc xịn không có đổi màu. Và con này hiện tại bên em đang bán là 239 triệu đồng, 15K04085, bản đủ số sàn 1.0. Tiếp tục thì sang bên đây em lại có một chiếc sedan. Sedan của dòng i10 thì anh em đấy, nó rộng rãi hơn dòng hatchback, nhưng để mà nói với cái quan điểm hay là với cái nhận định và cái theo cái sở thích của Tuấn Anh thì Tuấn Anh vẫn thích dòng i10 mà nó dạng hatchback hơn, nó nhỏ gọn hơn. Nhưng mà thôi, dòng này thì nó cũng rất là rộng rãi, nó rộng rãi để cho anh em có thể mua về chở taxi cũng khá là rộng rãi, chạy xe hoa cũng được, mà đôi khi thì mình chạy đám cưới thì cũng khá hợp lý. Con này sản xuất năm 2015. Bản sedan này thì chỉ có bản 1.2 thôi, 1.2 số sàn, bản thiếu, bản thiếu bản đủ đều 1.2 hết các bạn nhé. Chiếc xe đang đeo biển 88A10074. Và hiện tại thì với chiếc xe này Tuấn Anh đang chào bán là 242 triệu đồng. Đấy, 242 triệu đồng là quý hàng cũng như quý bà con, các bạn chị em đã sở hữu được một chiếc Hyundai Grand i10 2015 số sàn, máy 1.2, tên tư nhân, biển Vĩnh Phúc. Đấy, cái này thì nội thất được ghế da, có cả màn hình. Tóm lại thì con này nó cũng lướt qua dịch vụ rồi. Đấy, dòng i10 thì hầu như là hiếm những con trừ trí tự động thôi. Còn đâu thì nói chung là cũng có chứ không phải không có, nhưng mà đa số thì hầu như là đều là những chiếc xe mà đã qua dịch vụ, vì nó lành, nó bền, nó tiết kiệm nhiên liệu, nên người dân cũng muốn mua chiếc xe này về để chạy dịch vụ hơn. Đó, 242 triệu đồng, màu trắng xịn không đổi màu, biển 88 của tỉnh Vĩnh Phúc. Và con bên đây cũng là biển 35 cũng vậy, nó cũng là đời 2015 số sàn, cũng bản sedan, biển 35A0016. Con này nó cũng là một chiếc xe đã qua dịch vụ rồi, cũng là bản sedan hai đầu 1.2, và nó cũng là một cái mẫu xe mà nó cũng khá là hợp lý cho anh em với cái tầm tiền như vậy. Cũng đã lên màn hình Android xịn sò cho anh em, màn hình Android xịn sò cho anh em. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. 35A là biển số xe của tỉnh Linh Bình, quê hương của Cơm Cháy. Đấy, rất là đẹp, dê núi Linh Bình, Cơm Cháy Linh Bình. Đấy các bạn nhé. Đấy, con này thì cửa mở ra nó vẫn còn có độ chắc, không có độ dão các bạn nhé, không nhiều con là nó dão. Đấy, con này bán 242 triệu đồng. Ok, tiếp tục xem đây, em đang có một chiếc biển 11 của tỉnh Cao Bằng, mãi vùng cao về đây. Con này thì đang đeo biển 11A05820, sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, máy 1.0, hàng nhập khẩu và bản thiếu. Con này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, nhưng đặc biệt nó không có đổi màu. Và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 4 năm 2023. Nội thất thì ghế lỉ nguyên bản theo xe, có trang bị thêm cả màn hình Android rồi. Táp lô táp ly thì cực kỳ đẹp và cực kỳ sạch sẽ cho anh em. Với cái tầm tiền con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cũng tương đối là hợp lý cho anh em. Với cái tầm tiền đâu đó chỉ có 205 triệu thôi. 205 triệu là quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Grand i10 2014 số sàn, một chiếc xe biển Cao Bằng rất đẹp. Đây, 208 trở đi thì nó sẽ có form này. Đây là một cái mẫu, cái form xe đầu tiên của i10 khi được nhập khẩu vào Việt Nam, và cũng là một chiếc xe khá là hợp lý. Con này thì đời 2011 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2012. Chiếc xe bản đủ số sàn, đăng kiểm dài và biển số 27 của tỉnh Điện Biên. Thực ra thì con này thì form hơi xấu, nhưng cái khoang nội thất của nó thì em thấy nó cũng tương đối là hợp lý cho anh em. Thực ra cái tầm tiền của nó bây giờ thì lại rẻ, có 152 triệu thôi. 152 triệu một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ số sàn nhé. Đấy, bản đủ số sàn 1.2. Con này là 1.2, 4 máy chứ không phải 3 máy nhé. Con này 4 máy. Vô lăng có cả túi khí, đầu đài màn hình đầy đủ, nội thất ghế da, gương kính chỉnh điện và máy 1.2, túi khí là đang đúc đầy đủ hết theo xe. Với tầm tiền chỉ có 152 triệu đồng thôi thì đăng kiểm chiếc xe này còn đến tháng 3 năm 2024. Thì quý khách hàng cũng như quý bà con, các bạn chị em đã có ngay được một chiếc xe Hyundai Grand i10 như này, một chiếc xe khá là đẹp, rất chất lượng và bền lành, với tầm tiền hơn 100 triệu.
Đây, nếu như các bác nào mà thích tìm một chiếc xe gia đình sử dụng thì đây em đang có một chiếc xe gia đình không một ngày kinh doanh, không một ngày taxi dịch vụ. Đó là một chiếc Hyundai Grand i10 2017 phiên bản số tự động máy 1.2 tư nhân chính chủ biển Hà Nội 30H09852. Đây là một mẫu xe số tự động 1.2. Con này thì sản xuất và lắp ráp tại Hyundai Thành Công tại Việt Nam. Với giá tiền con này thì hiện tại bên em đang bán chỉ có 350 triệu đồng. Con này thì nội thất của nó là đỏ đen. Đấy, ghế da đỏ đen. Trang bị màn hình rất là đẹp cho anh em rồi. Hộp số tự động máy 1.2. Một chiếc xe cũng tương đối là đẹp và rất sạch sẽ cho anh em. Keo chỉ zin 100% không lỗi. Còn đây, keo chỉ zin 100% là không lỗi đây. Đấy, hệ thống táp lô, táp ly còn khá là đẹp. Đúng. Đấy, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Form mới rồi các bạn nhé. Form mới rồi. Đây là xe của nó rất là ok cho anh em. Quý bà con, có bạn chị em nào quan tâm về chiếc Hyundai Grand i10 số tự động 1.2 đời 2017 tên tư nhân biển Hà Nội thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, một chiếc xe chỉ có tầm 350 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Hyundai Grand i10 2017, một chiếc xe số tự động 1.2 chứ không phải 1.0 nha các bạn nhé. 1.0 thì nó sẽ rẻ hơn các bạn nhé. Tiếp tục thì sau đây em đang có một chiếc i10 2017. Con này thì là 1.0 này, nhưng mà nó là số sàn. Và đây là bản nhập. Bản nhập khẩu thì nó là 1.0, bản Việt thì nó sẽ là 1.2. Chiếc xe đang đeo con này thì đã rút hồ sơ rồi nhé. Rút hồ sơ rồi về thì anh em chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Thực ra con này thì em nắp tạm cái biển vào đây để anh em gọi là quay thôi. Chứ còn đâu con này nó đã ra tên rồi nhé. Rút hồ sơ rồi. Con này thì biển mãi trong 74 của tỉnh Quảng Trị. Hay là Quảng Trị hay là Quảng... Ngãi của chị đúng không? 2017 máy 1.0 số sàn bản thiếu. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Cam kết cho anh em về con này thì máy số zin, keo chỉ zin. Hồ sơ thì đã rút rồi và anh em chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Với giá tiền là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng là quý khách hàng cũng như quý bà con các bạn chị em đã sở hữu được một chiếc Hyundai Grand i10 2017 số sàn máy 1.0. nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Hồ sơ cầm tay, pháp lý đầy đủ và về thì bấm biển ra tên trong vòng một nốt nhạc thôi để cho bà con có thể là mua và yêu ngay chiếc xe này, ra tên chính chủ ngay cho bà con, không phải chờ đợi thời gian rút hồ sơ làm gì cả các bạn nhé. Không phải chờ đợi thời gian rút hồ sơ làm gì cả. Với tầm tiền 248 triệu đồng, bên em có thể hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên chính chủ để cho các bác chỉ việc lấy xe về đi thôi. Vâng, tiếp tục là một mẫu Hyundai Grand i10. Con này thì đời 2014 phiên bản số sàn. Máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu bản đủ số sàn. Chiếc xe đang đeo biển 36A70700. Và hiện tại thì với chiếc xe này bên em đang chào bán là 239 triệu đồng. Một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, bản đủ số sàn 1.0, 239 triệu đồng. Đấy, bản đủ này, khóa từ này. Đấy bạn đấy, rất ok. Đài lỗ start top đầy đủ hết, túi khí ABS, màn hình Android lưng lên rồi. Tất cả nội thất, trần của nó trần nỉ nguyên bản, nội thất ghế da. Và đây là một chiếc xe mà thấy là Tuấn Anh thấy nó cũng tương đối là hợp lý. Thực ra cái màu bạc này là cái màu khá là trung tính cho anh em. Anh em ở mệnh nào, mệnh nhất nào cũng vẫn hợp với cái màu bạc này. Một cái màu gọi là màu trung tính. Hệ thống na răng đúc, lốp mới cả dàn. Biển Thanh Hóa, xe đẹp không lỗ nhỏ, máy zin, keo chỉ zin, cực kỳ chất lượng và rất rằm, tiết kiệm luôn với giá 239 triệu đồng. Tiếp tục là một mẫu xe đời cao. Đó là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 phiên bản số sàn máy 1.2. Con này thì chắc chắn rằng lắp ráp tại Hyundai Thành Công của Việt Nam rồi. Chiếc xe đang đeo biển 28A08029. Một mẫu xe Hyundai Grand i10 2019 chạy chuẩn 3 vạn. Xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Keo chỉ máy số zin 100%, không một lỗ nhỏ. Độ đồng sơn zin còn đến 80-90%. Màn hình đầy đủ. Đấy. Vô lăng đẹp. Đấy. Nội thất đẹp, củ số đẹp. Đấy. Vô lăng củ số thì đúng là 29 thì như này là quá là đẹp rồi. Đấy. Và giá bán của nó là 296 triệu đồng. 296 triệu đồng. Là bà con của bạn chị em có thể sở hữu được một chiếc Hyundai Grand i10 2019. Đăng kiểm tháng 12 năm 2023. Một mẫu xe màu trắng học sinh, một mẫu xe rất là đẹp cho quý hàng và quý bà con tư nhân sử dụng như một mẫu xe lướt. Tiếp tục là một mẫu xe màu
vàng ở logo Hyundai, đó là một chiếc Hyundai Grand i10 2014 số sàn 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con của Ấn Độ. Chiếc xe đang đeo biển 18A05200, sản xuất năm 2014, số sàn máy 1.0, với giá bán là 205 triệu đồng. Đăng kiểm tháng 7 năm 2023, màu trắng ngọc trinh. Con này thì nó là một mẫu xe cũng đã qua dịch vụ taxi rồi, và anh em có thể biết được cái tầm tiền như vậy thì chỉ mua được giá như vậy thôi. Còn đâu thì rẻ hơn hoặc là cao hơn thì không bán được, mà rẻ hơn thì không có các bạn nhé. 18 là quê hương của Lam Định, 18A05200, một chiếc Hyundai Grand i10 2015 là 14 số sàn, với giá 205 triệu đồng. Tiếp tục là một mẫu Hyundai Grand i10 biển 34A12894, sản xuất năm 2015, bản Pay. Con này thì tên tư nhân, chính chủ biển Hải Dương. Con này thì nó là bản Pay, nó bản thiếu, đời 2015, số sàn máy 1.0, và với cái tầm tiền của nó là 205 triệu đồng. Thì quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em đã sở hữu được một chiếc Hyundai Grand i10 2015, số sàn bản Pay, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vô lăng củ số của bạn này, vô lăng củ số của nó này rất đẹp, và giá của nó 205 triệu. Con này nó qua dịch vụ rồi, qua gọi là KVM hoàn lương rồi, nên nhưng mà vẫn có cái giá rất là đẹp, và độ sơn của nó thì cực kỳ chất lượng cho anh em. Đấy, bà con các bạn chị em làm sao mà thấy được cái form xe, cái nội thất của nó còn đẹp là ok. Máy số thì miễn bàn, tư nhân chính chủ biển Hải Dương. 205 triệu đồng giá đó, bên em bao hồ sơ cho anh em nhé. Một chiếc xe biển vàng. Anh em thường nghĩ là biển vàng là những chiếc xe mà chạy dịch vụ chuẩn. Biển vàng là những chiếc xe của công ty có kinh doanh taxi dịch vụ, có kinh doanh vận tải. Nhưng đây là một chiếc xe tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Chiếc xe này là chủ nhân của chiếc xe này là mua và đóng vào công ty để gọi là chạy, đúng không ạ? Ví dụ chạy ngoài người ta không ăn thua thì người ta đóng vào công ty để xin nốt, thì bắt buộc là phải đeo cái biển vàng này vào để là hợp thức hóa. Và chiếc xe này nó là tên tư nhân, đời 2014 và 2014 bản Pay. Nhưng các bạn ạ, đây là một chiếc xe đã lưng full đồ, dàn lốp của nó rất là mới, và la răng của nó là la lúc bản đủ. Đấy, hệ thống xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, màn hình cam lùi, đề lổ start top. Đấy, các bạn thấy được một mẫu xe còn khá là đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con, với giá tiền chỉ có 199 triệu đồng thôi, là quý khách hàng và quý bà con đã có ngay được một chiếc xe Hyundai Grand i10. Đây là một chiếc xe mà có qua dịch vụ, biển vàng thì chắc chắn là có qua dịch vụ rồi. Và nói chung là với chiếc xe này thì nó là một chiếc xe gọi là thương quyền, nên là anh em ạ, anh em yên tâm sử dụng mẫu xe này. Thực ra đừng ngại cái biển vàng, cái biển vàng thì nó đơn giản thôi, rút hồ sơ thoải mái, nhưng với cái điều kiện là các bạn ạ, nó với các bạn phải yêu chiếc xe này. Đăng kiểm tháng 3 năm 2024, 199 triệu, cam kết bảo hành cho tất cả mọi người với chiếc xe này. Biển vàng thì nó chả có vấn đề gì. Nếu anh em ở Hải Phòng, bên em sẽ đổi biển trắng và ra tên cho các bạn, hoặc anh em ở các tỉnh thì rút hồ sơ. Nhưng đó, các bạn đừng ngại biển vàng, mà con này nó rất là đẹp nhá. Lên full đồ hết rồi mà có 199 triệu đồng thôi, anh em đừng ngại, và phải biết được cái chất xe của nó như thế nào và cái tầm tiền mình bỏ ra như thế nào. Ok, cảm ơn tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em. Hôm nay thì Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho anh em về mười mấy chiếc xe Grand i10 với cái tầm tiền rẻ nhất, và cũng chỉ loanh quanh đâu đó hơn 100 triệu cho đến 200 triệu thôi. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về dàn xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, những quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em.